Chào các bạn, hôm nay là ngày tập cuối cùng của trong tuần của Điền. Thì hôm nay mình sẽ tập ngực với vai. Như các bạn đã đọc tiêu đề thì hôm nay sau buổi tập này sẽ có một buổi recovery cho bạn Thi sẽ đến phòng của Điền làm. Thì các bạn cùng theo dõi ngày hôm nay của Điền như thế nào nha. Thì bài đầu tiên mình sẽ tập là chest flies. Thì mình sẽ tập bài này chậm và kiểm soát. Set đầu tiên mình sẽ làm 20 rep. Cảm nhận cơ ngực. Lúc mà mình vô, mình cảm nhận hai cái cụ chỏ gần lại với nhau. Mình ra chậm nè. Lúc dừng vô nè, bắt đầu mình thẳng cái tay ra, hai cụ chỏ tưởng tượng vậy, gần lại với nhau. Hai bàn tay mình không cần phải chạm nhau, mình chỉ cần hai cụ chỏ nó gần như nhau nè, là cái ngực mình nó ép hết, căng hết rồi. Ok, 4 set giống vậy nha. Giờ mình vô set cuối nha mọi người. Cũng 15 rep luôn. Ra chậm kiểm soát. Gần hai cụ chỏ lại. Cụ chỏ gần lại. Giờ mình sang
Nghỉ 2 phút nha mọi người, xong mình vô xếp chính luôn. Đẩy tới Fowler nha. Giờ mình sẽ vô xếp chính làm tới Fowler nha mọi người. Đuổi quá, mình nghỉ mệt xíu xong mình vô thêm một set y chang vậy nữa. Mình đẩy hết sức coi thêm được bao nhiêu nữa. Up. Còn 3 tuần nữa đến MBC mọi người. Còn mở quá. Hy vọng tới đó sẽ ráo ráo được tí. Rồi mình lên sàn cho nó đỡ, cho nó đỡ kỳ. Set 3. Một set. Giờ mình vô set cuối xong. Giờ mình sang tiếp tục là bay bay giữa 4 set. Set đầu là 20 rep, 3 set sau mình vẫn 15 rep.
Đúng 15 rep. Bài cuối mình sẽ đi vai trước. Hiện bây giờ mình sẽ tập trung vô vai trước với lại vai giữa, tại vì mình hơi bị thọt chỗ đó. Cũng như vậy, mình giống bữa bên phòng DNA, mình cũng vừa tậu. Mình cũng sẽ đi 4 set, một set đầu là 20 rep, còn 3 set sau mình sẽ đi 15 rep, chậm kiểm soát. Giờ mình sẽ ăn post workout meal trong lúc chờ bạn Thi tới. Thì meal này sẽ gồm 250g cơm, 250g cá hồi, 10g dầu ô liu và rau củ các loại. Ok, giờ mình ăn nha. Mời các bạn ăn cơm nha. Cái màu vàng của cơm này thì từ bột nghệ nha mọi người. Bình thường ở ngoài tiệm thì người ta sẽ để gì ăn dầu màu đều, nhưng mà mình ở nhà mình ăn theo kiểu gimmer, rau củ. Thì cái món này phải gọi là cái tên của cái món này là món cho những người vợ mà có thời gian với mình. Là đang có em bé có thời gian, mọi người biết sao không? Là do là lúc này thì ăn cũng ít rồi nên kiểu phải tăng volume lên, nhưng mà phải chọn những cái thực phẩm mà ít calorie. Ví dụ như là ớt chuông 100g thì chỉ có khoảng mười mấy, chưa tới 20 calorie thôi, kiểu vậy. Với lại tăng volume có nghĩa là thường sẽ có nhiều cách tăng volume, thì có gì mình sẽ lên clip chung với chồng mình thêm, rồi mình sẽ chia sẻ thêm có nhiều cách. Ví dụ như cái bữa ăn này thì mình sẽ cắt thái nhuyễn cái mấy cái rau củ ra để mà nhìn cho nó nhiều á mọi người, có nghĩa là cái nhai của mình nhiều á thì mình sẽ cảm giác nó no nhiều hơn. Giờ nó ăn quá ngon. Thank you.
thi nè mọi người, hôm nay mình có hẹn thi tới rehab. Thì mọi người xem cái quá trình rehab của vận động viên như thế nào nha. Rồi, đầu tiên bây giờ là mình sẽ giãn cơ trap và thoracic cho Điền nha. Cơ trap của Điền dính nhiều quá. Đó. Pump lên. Rồi, đi chi tiết nè. Đang làm vai sâu với teret. Giờ là mình làm cái vai sâu nè, cái teret nè, cơ trong nách cho Điền nè. Lát dính bên cao bên thấp rồi. Đụng vô thấy mềm mềm nhưng mà không có đâu. Điền dính khá sâu á. Tay nữa active rehab luôn nha. Wow. Chở thêm phần kịch tính rồi vô. Rồi bây giờ là mình sẽ cupping giác hơi cái phần lưng dơ chơi cho Điền nha. Trap đồ nè. Rồi bây giờ Điền phối hợp với Thi tí xíu nha. Giờ mình sẽ barbell row 15 rep. Row, go, mạnh lên. Không được rồi, speed luôn, speed luôn. 4, tiếp, 3, tiếp, 2, more, 1, nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, giữ 15 giây. 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Quá đã. Mình vừa rehab, mình vừa active vậy á, mình sẽ cải thiện được cái khả năng vận động cũng như là cái cảm nhận cơ của Điền. Rồi, spin, ok. Yeah. Cười lên, trời ơi, những cái nhăn, đúng rồi. Cười có thần nha, chứ đừng cười vô tri nha, kỳ lắm. Sao không mày? Phê, phê.
lòng, thả lòng, thả lòng, thả lòng. Đúng rồi, đi nguyên cánh luôn, đi nguyên cánh luôn. Ok. Cạo sao đau được, đi tai mới đau. Đau quá, đau quá. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, hít sâu vô, hít sâu vô. Rồi, duỗi chân này xuống nè, duỗi trái xuống. Rồi, để xuống luôn, để xuống luôn, để xuống luôn. Đúng rồi, giữ nè, hít sâu nè. Thở, đúng rồi, 15 giây. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Tại vì ngay cái xương chậu của mình đó, nó có 3 sợi bắt lên T10, T1, T12 á. Đó là cái spin á, sợ là nếu mà điền bị rút á, nó làm cho cái trục người của điền bị xoay hoặc là cảm nhận không có đều á. Rồi bây giờ sau khi mà làm cái lưng với lại cái ngực cho điền rồi thì tiếp theo là mình sẽ vừa cupping và vừa active rehab ép ngực. Ok, nhẹ nhàng. Rồi ép, ép mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Speed luôn, speed luôn. 2, tiếp, 3, tiếp, 4, tiếp, 5, more, 6, nữa, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi giữ 15 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Ây trời, trời. Thấy sao ạ? Mấy cục mày đau quá. Liêu liêu. Bị đau mà, chỗ đó đau mà. Có mấy lần hút đèn nghe da bị khui mà đau lâu rồi. Bây giờ mình sẽ fix lại cái phần lat bị cao cho điền nha. Lat bên bên trái của điền hơi cao. Đau quá. Đau quá. Bí thuật.
thấy khỏe, thấy ok, cử động thoải mái. Dính quá trời dính luôn. Anh Thi cho em hỏi mấy câu là ví dụ như mà vận động viên như vậy á thì khi nào thì nên đi stretching giống vậy? Thường nha thì theo anh thấy thì tầm cỡ 2 đến 3 tuần là mọi người nên đi stretching lại rehab một lần. Nhất là để cải thiện được cái khả năng vận động. Cái thứ hai nữa là cái quan trọng nhất luôn là để mọi người tăng lên cái cảm nhận ở cơ bắp của mình, thì mọi người mới có thể là phát triển tối đa và toàn diện được cái khối cơ của mình. Nếu như mà cái thời gian tập luyện bình thường với lại cái thời gian siết thi đấu vận động viên á, thì cái thời gian cần đi rehab thì có khác nhau, cái cần phải dài hơn hay là ngắn hơn, khác nhau? Cái thời gian của các bạn booking với lại các bạn marketing á, nó sẽ khác nhau. Đó là khi mà mình marketing á, thì anh nghĩ là mọi người sẽ stress hơn rất là nhiều. Mà đặc biệt luôn là khi mà cơ bắp của mình nó stress rồi thì chắc chắn não sẽ stress. Thì anh recommend là một tuần thì những vận động viên mà marketing hay chuẩn bị đến những giải đấu á, họ nên đi một lần. Anh Thi, ví dụ như mà mọi người muốn liên hệ với anh Thi thì liên hệ qua đâu? Mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook hoặc là fanpage Thithera Human Performance. Okay. Thì đến đây vlog của mình sẽ kết thúc và mọi người nhớ subscribe, like cái YouTube này để mình sẽ ra nhiều video mới trong sắp tới nha.